Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta làm món chay ngon. Thịt kho tương nha các bạn. Thịt nạc kho tương. Ở đây mình có một ít dừa nữa nè. Rất là ngon nha. Món này là không chê vào đâu được. Nếu có cơm trắng ăn cũng ngon nha bạn. Ăn mặn cũng được, ăn chay cũng được. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Chúng ta giả nó cũng đã dẻo rồi. Bây giờ măng găng tay vô nhồi nha các bạn, nhồi thêm một hồi nữa. Đó. Nó như thế này rồi nè. Bây giờ mình bỏ gia vị vô nè, hạt nêm nha, bỏ ít thôi, tiêu, còn một ít nữa thì một lát mình làm ở ngoài, bỏ một ít sốt kho nha, sốt này sốt nướng các bạn, sốt nướng nè cho nó ngon nó thơm. Và đặc biệt là cái này nha, cái này mà là cái bí quyết của mình, là cái bí quyết lười của mình nè, bột mì căng nha các bạn. Cái bột mì căng này hả, là nó làm cho dẻo thức ăn, mua rất là mắc, 2 muỗng bột mì căng thôi. Các bạn có thể mua ở trên mạng ha, trên Lazada cũng có, mình hay mua đồ ở Lazada lắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình nhồi vô nó, bắt đầu nó dẻo nè. Bột mì căng là tác dụng của nó là làm dẻo dai. Mình tìm mình mua được cái bí quyết này, còn bằng không thì mình thấy quý bạn xài bằng bột năng và bột mì cũng được, bột mì với bột năng cũng được. Còn mình mua được cái bột này mình làm luôn bột mì căng. Thì cái bột mì căng này dường như là của nước ngoài đó các bạn, của Thụy Sĩ ha. Người ta làm bằng lúa mạch á, lúa mì, lúa mạch rồi đó. Bây giờ nó dẻo rồi đó. Tiếp tục mình nhồi tiếp ha, nhồi cho nó đều ha. Bột mì căng này là lợi hại lắm nha các bạn. Nó dai, nó dẻo. Ở ngoài chợ thường là không có bán bột này. Bách Hóa cũng không có bán nữa. Siêu thị thì mình không biết, nhưng mà mình mua trên mạng à. Rồi được rồi đó các bạn. Dẻo ha. Cái cục bột mà mình làm á, vừa làm xong mình lấy ra phân nửa, mình làm thịt ram rồi nha các bạn. Còn bây giờ còn lại phân nửa nữa mình làm thịt nạc chay. Mình cũng nắn ra miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi mình chiên nha, mình chiên trước. Rồi mình đem là mình kho thịt nạc kho tiêu. Nè, mình nắn ra miếng miếng nhỏ nhỏ vậy nè nha các bạn. Mình bỏ vô chảo mình chiên. Thì đây là cái chảo nè. Chảo mình bắt lên đó, dầu nó chưa có sôi. Bây giờ mình nắn ra ha. Mình nắn miếng nhỏ 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 vậy rồi. Mình chiên. Chừng nào vàng mình gấp ra nha các bạn, rồi mình làm sốt, mình kho, kho tiêu. Các bạn coi cái clip mà mình làm thịt ram rất là ngon luôn nha. Cái này là cái phần kho tiêu, còn hôm qua là cái phần thịt ram. Bạn mình ăn khen lắm luôn đó các bạn. Mình gấp ra nha các bạn. Và như thế này nè, rất là thơm luôn. Mà ngấn luôn á. Cái này mình gấp ra được rồi nè. Để khác vô.
Thịt nạc chay mình đã chiên rồi. Mình có ở đây là một ít dừa nha các bạn. Các bạn đừng có bỏ cái vỏ lụa. Tại vì cái vỏ lụa mình kho tương rất là ngon. Hôm nay mình sẽ làm món tương kho dừa bỏ thịt nạc vô nè. Đó. Cái vỏ lụa này ăn chống tiểu đường nha các bạn. Sả ớt mình cũng đã băm rồi. Và đây là đường phèn và bột nêm. Đây là tương hột. Dầu ăn không thể thiếu. Bây giờ mình bắt cái bếp lên. Thơm lên ha. Cái món này là rất ngon, ăn cơm rất ngon, chấm rau cũng ngon nữa nha các bạn. Thịt nạc kho tương. Xào cho sả nó vàng chút xíu nó thơm ha. Tới đây mình đổ tương vô được rồi đó các bạn. Mình đổ nửa muỗng nửa hũ tương vô. Đường phèn và bột nêm nha, bỏ vô đây hết cho nó tan. Rồi mình cho nó tan nha. Mình bỏ dừa vô cho nó ngấm nha các bạn. Các bạn nhớ là khi các bạn kho dừa rám các bạn đừng có gọt vỏ lụa. Tại vì cái vỏ lụa là ăn nó tránh tiểu đường mà mình kho nó lại ngon nữa. Nó hơi chát nhẹ thôi nha các bạn. Rồi mình bỏ vô một miếng nước nè. Ở đây một miếng nước nha. Đó, cho nó tan đường. Rồi bây giờ mình kho cho nó sắc xuống. Cái món này ăn chay ngon lắm luôn các bạn. Ta kho chờ kho nha. Sệt lại rồi mình thử nha các bạn, rất là ngon luôn á. Ngon lắm. Bây giờ bỏ thịt nạc vô nè, thịt nạc chay mình chiên hồi nãy đó. Rất là ngon luôn. Thịt kho tương. Ở cạnh chùa phải biết ăn chay các bạn ha. Chúng ta đang tụng kinh đó các bạn. Đang tụng kinh buổi sáng. Rất là ngon luôn.